Sáng nay, thôn Thông 1, xã Khánh Cư và thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Năm 2019, thôn Thông 1, xã Khánh Cư bắt đầu triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và sau 3 năm đã hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí. Thôn đã huy động được trên 3 tỷ đồng để xây dựng các công trình. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp, thôn có 3 trục đường chính và 10 tuyến đường ngõ xóm đã được đổ bê tông, trồng hoa, cây cảnh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thể thao, cùng với đó các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Về phát triển kinh tế, thực hiện chỉ đạo của huyện, xã, thôn đã làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó phát triển các ngành nghề dịch vụ khác như cơ khí, bán hàng, lái xe, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay thu nhập bình quân đạt trên 70 triệu đồng một người một năm, thôn không còn hộ nghèo. Thôn Bùi, xã Khánh An có hơn 280 hộ với 832 khẩu. Những năm qua, bà con trong thôn luôn đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự chung sức đồng lòng đã góp phần xây dựng nên một làng quê nông thôn hiện đại đầy sức sống. Đổi thay lớn nhất ở thôn Bùi phải kể đến hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay 100% đường trục chính, đường giao ngõ xóm đều được kiên cố hóa. Người dân tích cực bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiến hành trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Quá trình xây dựng cùng với sự quan tâm của cấp trên, nhân dân trong thôn và con em xa quê đã đóng góp hơn 400 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí. Kinh tế phát triển, nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi hiệu quả được nhân rộng đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, cơ giới hóa trong các khâu, do vậy năng suất lúa không ngừng tăng qua các năm. Đến nay thôn không còn hộ nghèo, hộ khá và giàu tăng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Với những kết quả đạt được, cuối năm 2022, thôn hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí và được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.